Hi, chào cả nhà, chào mừng các bạn đến với kênh An Phát Computer, mình là Tiến Sư Thầy. Thì bên tay trái của mình là một dòng tán nhiệt của Deepcool, đó là mang tên là LS720SEWH. Thì đây là một cái dòng tán nhiệt mà đang được làm mưa làm gió trên thị trường. Nhưng mà hiện tại thì đã có một số review của dòng LT720, dòng LS720 vốn là cái phiên bản cấp cao hơn là dòng LS720SE này. Thì trong cái clip ngày hôm nay mình sẽ đưa ra một cái nhìn toàn cảnh về hiệu năng của sản phẩm này cho các bạn biết, vì rất nhiều bạn có hỏi đáp trên cái kênh An Phát Computer và kể cả bản thân mình thì bảo rằng anh ơi, cái hiệu năng của dòng sản phẩm LS720SE này nó có khác gì với LS720 0SE hoặc là LT720. Thì mình cũng sẽ đưa ra một cái nhìn toàn cảnh và mình nốt lại cái điều khác biệt duy nhất của cái dòng sản phẩm LS720SE so với lại dòng LS720, đó chính là gì? Không hỗ trợ các cái socket như là 2011, 2011-3, 2066 hay là TR4 hay là STRX4. Ngoài ra thì cái phần băm với mặt cover thì cũng khi Deepcool cũng đã thay đổi lại một chút, gọi là cắt tỉa đi một chút để mà làm nhằm giảm giá thành và đưa cho người dùng một cái hiệu năng tốt nhất trong cái tầm giá của nó. Và hiệu năng của sản phẩm này như nào thì cùng mình đi sâu vào chi tiết nhé. Như mình đã nói ở trong một số clip review về tán Deepcool trước đấy, thì không như nhiều cái hãng khác thì họ chủ yếu mua cái băm từ Asitec hoặc một số cái hãng mà sản xuất cái băm, thì Deepcool họ tự sản xuất băm cho riêng mình và cái hiệu suất của nó cũng không hề thua kém với các loại băm của Asitec. Và với cái loại băm thế hệ thứ 4 mà Deepcool trang bị cho các cái dòng LS và LT ấy, thì nó có những cái ưu điểm như là cải tiến thiết kế vi kênh nhằm đảm bảo cái lưu lượng nước làm mát tối ưu nhất, và động cơ chuyển động 3 pha mạnh mẽ lên đến hơn 3.100 vòng một phút. Và cái phần bên dưới là đế đồng này, nguyên khối dày với một lớp khớp nối liền mạch. Thì với các cái dòng mà LT, LS thì nó được thiết kế với cái hiệu suất rất là cao và trang bị cái quạt tán nhiệt FC120 với tính năng khí động học rất là tốt, vì cái áp suất không khí tối đa của những loại quạt này nó sẽ lên tới 3,27 mm AQ này. Tốc độ hoạt động tối đa là 500 đến 2250 vòng một phút, và tiếng ồn tạo ra chỉ tối đa là 32,9 decibel mà thôi. Thì các cái phần mà của LS720 mà mình thấy LS720SE mà mình thấy khác so với LT720 hoặc LS720 thông thường, tức là cái phần mặt cover trên này này. Với dòng LS720 thông thường thì chúng ta có thể thay thế được bằng một cái nắp dán và tùy biến được cái tính thẩm mỹ, nhưng đây là chúng ta không thể thay được. Và đây là mặt gương trông cũng sáng, để có LED LED ở mặt này và trông nó cũng rất là thẩm mỹ. Các cái dây tắp nó là cấp gọi là dây chất lượng cao ở cấp độ công nghiệp và rất là tốt, hiệu quả, và dài thì hơn 400 mm. Và cái phần giáp thì nó cũng có cái phần bề mặt nó được thiết kế nhiều cái khối lượng nhôm thì nó nhiều hơn, và do đó cái khả năng hiệu quả giải nhiệt rất là tốt. Thì ngoài ra thì có một cái điều mà mình cần nói với các bạn, đó là cái cách lắp đặt. Thì với cách lắp đặt của cái dòng sản phẩm này thì các bạn thì nếu mà lắp ở hướng 3 giờ đối với hệ thống AMD và 6 giờ với lại hệ thống Intel thì nó sẽ là tốt nhất. Và chúng ta sẽ cùng đi sâu vào cái hiệu năng. Thì tất cả những cái dòng sản phẩm thông số về sản phẩm thì các bạn có thể lên trang chủ của Deepcool hoặc là một số các đơn vị bán lẻ, các bạn đọc thông số chi tiết. Thì cái điều mà người dùng cần quan tâm nhất là chúng ta sẽ đến phần hiệu năng. Đây là cái màn hình sâu ra cái thông số về cái cấu hình test. Thì mình sử dụng bo mạch chủ Z790 Phantom Lightning DRAM 4, Core i7 Intel Core i7 13700K, một thanh RAM Kingston 3 bit 3.2, dung lượng 16 GB. Thì ở chế độ idle với cái nhiệt độ phòng là khoảng 28,7 độ C, mà hiện tại mình đang với nhiệt độ 28,7 độ C. Và cái chế độ idle thì CPU backup power nó sẽ rơi vào khoảng 35 độ ở current và 46 độ ở maximum. Thì tùy vào cái chế độ tải mà nó sẽ có cái mức load khác nhau. Và cái mức ở đây chúng ta thì nhìn thấy là ở cái mức chế độ không tải thì cái quạt nó sẽ hoạt động là rơi vào khoảng 1.152 vòng một phút, và cái băm thì rơi vào khoảng 2.513 vòng một phút, và tối đa là 1.262 vòng một phút đối với quạt và 2.611 với lại băm. Thì chúng ta sẽ tiến hành chạy 10 phút sang bên giờ 23 để xem rằng là ở cái tốc độ tải nặng thì
ở chế độ tải nặng là thì cái con tản này nó có hiệu suất như thế nào. Mình sẽ tiến hành chạy và chúng ta sẽ chờ kết quả. Xung nhịp của sản phẩm vẫn đang là 5.3 GHz và đúng với mức mà công bố của Intel. Và cái mức nhiệt độ mà chúng ta đang hiện tại đang ở rơi vào khoảng 244W và 83 độ C. Và cái quạt chúng ta theo dõi cái quạt là quạt CPU, quạt fan thì nó sẽ rơi vào khoảng 2257 vòng phút và đúng khá sát với cái mức công bố của nhà sản xuất. Và cái vòng quay của cái pump thì chúng ta thấy là tối đa là 3276, tức là so với mức công bố cũng gần xem tương đồng. Và đâu đó chúng ta vẫn nghe cái tiếng hiệu quả của quạt. Và cái phần quạt thổi rất là mạnh thì nó sẽ giúp cho cái việc mà giải nhiệt tốt hơn, tất nhiên nó sẽ bị đổi lại, chúng ta sẽ có những cái độ ồn nhất định. Và chúng ta sẽ chờ kết quả nhé. Đây là chạy 10 phút sang bên dài 3 nhé. Như các bạn thấy là cái mức Seaward Power tối đa là 88 độ C và cái mức Load Current là 86 độ C với mức Load là khoảng 248 đến gần 250W Seaward Power. Và cái fan thì đang lúc này vẫn là tối đa là 2261 vòng phút và pump là 3276 vòng một phút. Và chúng ta xem cái điểm số rơi vào khoảng 30.000 là sạch chuẩn. Thì tùy vào cái phiên bản BIOS, tùy vào vào mainboard mà cái điểm số này nó sẽ sự dao động khác nhau trên mỗi cái bộ mạch chủ. Và với ADROC thì thường là cái điểm số sai bên sẽ thấp hơn so với một số bộ mạch chủ khác, do cách định hướng từ nhà sản xuất. Trung nghiệp thì vẫn bình thường mọi người ạ, không có rơi tụt xung. Đây, điểm số nó rơi vào khoảng 29.658. Cái này là do phiên bản BIOS nhé. Vừa rồi mình đã show ra cho các bạn biết được cái hiệu năng của dòng sản phẩm tản nhiệt là LS720SEWH này. Thì cái đây là mỗi phiên bản màu trắng cho nên giá thành nó sẽ cao hơn so với phiên bản màu đen. Thì như các bạn biết là các cái loại tản nhiệt trên thị trường thì màu trắng bao giờ cũng đắt hơn màu đen một xíu, và liên quan đến cái độ thẩm mỹ và phối hợp cái hệ thống PC làm sao cho đồng màu. Thì với hiệu năng của LS720SEWH ngày hôm nay thì nó rơi vào khoảng 250W, thì nhiệt độ phòng rơi vào khoảng 30 độ C. Khi mà mình show ra cho các bạn biết thì cái mức Seaward Power là 250W thì cái nhiệt độ nó rơi vào khoảng 88 độ C, và đây là một cái mức mà mình thấy là rất là ok trong cái bối cảnh mà cái hệ thống của mình test. Và cái tản nhiệt của mình dùng chỉ là loại Zamorite TS7, là đây là một loại tản nhiệt thông thường, không phải là một cái loại kêu tản nhiệt cao cấp mà có cái mức mà hiệu suất tốt. Và khi mà mình trải nghiệm với dòng sản phẩm LS720SEWH này thì mình thấy rằng là ngoài cái ưu điểm mà như mình nói là cái hiệu năng nó tốt ra thì nó cũng có một số nhược điểm. Thứ nhất là cái phần mà kết nối dây, thì ở các cái đầu nối dây của cái con LS720SE này thì nó hơi nhiều và hơi rườm rà. Nếu mà các bạn để trên bên table thì không sao, nhưng các bạn mà lắp vào cái hệ thống PC thì đương nhiên là cái quá trình đi dây nó sẽ tốn nhiều thời gian hơn và phức tạp hơn một chút. Cái thứ hai đó là dây quạt nó hơi ồn. Thực sự là nó, mình cảm thấy là mặc dù nó cùng cái dòng FC120 so với lại con LS720, nhưng mà khi mà tải nặng đến bây giờ thì cái tai mình nghe thấy rõ được là cái mức độ quay quạt rất là mạnh. Và cái nữa là nhược điểm là nó không hỗ trợ các cái socket mà dành cho các cái dòng như STRX4 hay là dòng TR4 và socket 20113 chẳng hạn, hay là 2066, vì bản chất là cũng có một số hoặc là nhiều người dùng, người ta cũng sẽ rất cần cái việc mà hỗ trợ cái socket này để mà đa dạng hóa được cái quá trình sử dụng. Và cuối cùng thì với cái mức giá bán lẻ khoảng 2,5 triệu như hiện tại thì đây là một cái sản phẩm mà mình nghĩ là cũng rất là đáng chọn trong phân khúc của nó. Nếu mà các bạn thấy cái clip này có vấn đề gì thì các bạn cứ comment bên dưới, hoặc là nếu mà hay thì các bạn like, share, subscribe cho Anphat Computer nhé. Xin chào cả nhà.